Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ồn ồn kéo đến, giàu như vũ bão. Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần, ai ai trong số chúng ta cũng tò mò về số phận của mình, không biết rằng sang năm mới thì hung cát vận hạn của mình ra sao. Đặc biệt là với các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nữ mạng. Trong năm 2022, những gia chủ tuổi Canh Dần nữ mạng gặp hạn Thái Tuế. Nhưng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn, do được quý nhân tương trợ, cho nên là những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong năm 2022. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Trong năm 2022 Nhâm Dần này, do được quý nhân tương trợ giúp đỡ cho nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuy không tạo dựng được cơ đồ, nhưng sự nghiệp của gia chủ Canh Dần nữ mạng cũng khiến cho không ít người phải ghen hờn đỏ mắt. Cùng với đó là sẽ rất nhiều người nể phục, nghèo khổ đủ rồi, bước sang năm 2022 là một năm bùng phát của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ và tạo nên những bước đột phá mới trong năm nay quý vị nhé. Quý vị có phải là đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong năm mới đúng không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chi tiết. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nữ mạng, năm 2022, tuổi âm lịch 73 tuổi, sao chiếu mệnh kế đô. Mệnh Tùng Bách Mộc, Kim Khắc Mộc, Tương Khắc, địa chi tuổi, tuổi Dần với tuổi Dần, Bình Hòa, thiên can tuổi, Canh, gặp năm Nhâm, tương sinh. Nữ mạng tuổi Canh Dần sinh năm 1950 là người có trái tim nhân hậu, họ luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Với sự cần cù, chịu thương, chịu khó, nữ mạng tuổi Canh Dần sớm đạt được thành công khi còn trẻ. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1950 bị chi phối bởi sao kế đô, hạn thiên tinh. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Canh Dần vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Canh Dần năm 2022 nữ mạng. Những người sinh năm 1950 thuộc tuổi Canh Dần thường được gọi là xuất sơn chi hổ, tức là hổ xuống núi. Người này có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Tùng Bách Mộc, tức gỗ Tùng Bách. Trong bát trạch phong thủy, nữ mệnh tuổi này thuộc cung Khảm, một trong những phi cung của Đông Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Canh Dần sinh năm 1950 bước sang tuổi 73, tính cả tuổi mộ. Để suy đoán về các khía cạnh trong cuộc sống như công việc, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, trong năm của nữ mạng tuổi Canh Dần sinh năm 1950 là tốt hay xấu, ta có thể xem xét mối quan hệ ngũ hành, nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi đương số là năm Canh Dần. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Ngũ hành đã chỉ ra rằng hành mệnh mộc của Canh Dần tương khắc với hành kim của năm Nhâm Dần. Xét theo thiên can, Canh thuộc kim tương sinh với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, tuổi Canh Dần nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Nhâm Dần. Xem tử vi năm 2022 cho thấy bản mệnh Canh Dần sinh năm 1950 trong năm Nhâm Dần 2022 nên chú ý vấn đề tài chính, không nên quá tin tưởng người ngoài. Đây là giai đoạn thích hợp để quý bà tuổi Canh Dần dành thời gian bên gia đình, sự nghiệp để lại cho con cái tiếp quản. Trong năm nay, gia chủ tuổi Canh Dần bị phạm Thái Tuế, vậy nên những gia chủ tuổi Canh Dần cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Canh Dần trên các phương diện. Để luận giải tử vi năm 2022 của quý bà tuổi Canh Dần, ta sẽ xem xét các khía cạnh trong cuộc sống như sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp, gia đạo, tuổi kỵ hợp, màu sắc phong thủy hợp mệnh, hướng kỵ hợp sẽ giúp cho quý bà tuổi Canh Dần nắm bắt được vận mệnh của mình trong năm 2022. Công việc sự nghiệp. Trong năm 2022, quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 đã bước vào nghỉ hưu. Vì vậy, quý bà sẽ hỗ trợ cho con cái trong sự nghiệp gia đình. Để giúp con cái có sự nghiệp bền vững, quý bà nên dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho con cái. Gia đạo, năm 2022 này,
quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên dành thời gian bên gia đình, chăm sóc chồng con nhiều hơn. Sự tin tưởng chân thành chính là chìa khóa để quý bà hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trong hôn nhân, không nên để những lời thị phi gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Để hóa giải những điều hung họa trên, những gia chủ tuổi Canh Dần cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ giúp cho quý bà tuổi Canh Dần được may mắn, bình an, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, giúp cho gia đạo bình yên, tài lộc vượng tiến. Tài lộc, trong năm 2022 này, quý bà gặp nhiều thuận lợi để phát triển tài lộc, tiền tài, nhờ vào khả năng lãnh đạo tài ba và sự giúp đỡ của mọi người, cho nên tài lộc và danh vọng ngày càng phát triển. Về tài chính, quý bà nên tiết kiệm tiền, không nên mua những vật dụng không cần thiết. Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hỗ trợ mọi người xung quanh sẽ giúp cho quý bà trở nên hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Sức khỏe, trong năm 2022 này, nữ tuổi Canh Dần cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân. Quý bà nên chăm chỉ tập các bài tập thể dục nhẹ như yoga dành cho người cao tuổi, tập dưỡng sinh, tập thái cực quyền. Bên cạnh đó kết hợp với chế độ nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý để duy trì sức khỏe, giúp cho xương chắc khỏe và linh hoạt hơn. Bên cạnh đó hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân để tăng cường sức khỏe và tài lộc cho bản thân cũng như cho mọi người trong gia đình. Xem sao hạn của tuổi Canh Dần nữ mạng trong năm 2022. Mỗi tuổi sẽ có những sao chiếu mệnh khác nhau. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong năm 2022. Sao chiếu mệnh Kế Đô. Sao Kế Đô là một hung tinh thuộc chín cửu diệu của niên hạn. Sao này bị xếp vào nhóm mang đến nhiều thử thách cho cả nam và nữ. Nam mạng sẽ ít gặp khó khăn hơn nữ mạng, sau này gây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng cũng như gia đạo của mệnh chủ. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tốt đối với quý bà tuổi Canh Dần trong việc mở rộng mối quan hệ giao thương. Những ai vẫn có sức khỏe đi buôn bán thì gặp được vận may nhất định. Hạn tuổi, quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ bị chi phối bởi hạn sao Thiên Tinh trong năm 2022. Sau này gây ảnh hưởng không tốt về ăn uống. Bên cạnh đó, quý bà không nên quá lo lắng, phải luôn giữ cho mình tâm lý thoải mái, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức. Hóa giải sao hạn. Khi bị sao Thiên Tinh chiếu mạng, quý bà không nên quá lo lắng vì ta có thể hóa giải vận xui này do sao này mang lại. Việc giữ gìn sức khỏe là điều cần được ưu tiên, tâm lý thoải mái, bình tĩnh sẽ giúp cho cuộc sống của quý bà trở nên thuận lợi hơn. Về sức khỏe, quý bà nên chú ý ăn uống, sử dụng thức ăn giàu dinh dưỡng, kết hợp tập luyện thể dục và nghỉ ngơi hợp lý, không nên để những chuyện thị phi làm ảnh hưởng không tốt đến tình cảm gia đình. Trong dân gian, sử dụng phương pháp cúng sao giải hạn sẽ giúp cho mọi người hạn chế được những vận xui để cầu bình an. Để giải hạn sao Thiên Tinh, quý bà tuổi Canh Dần có thể tìm hiểu ngày làm lễ, lễ vật cúng và bài cúng. Luận tử vi tuổi Canh Dần năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ có đón nhận nhiều tin vui, cuộc sống bình yên hạnh phúc trong năm 2022 này, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, gia đình sum vầy, đón nhận nhiều tin vui từ con cái, sức khỏe được cải thiện. Tháng 2, nữ mạng Canh Dần trong tháng này có nhiều cơ hội để thực hiện các cuộc đầu tư, sự nghiệp thuận lợi. Tháng 3, cuộc sống bình yên hạnh phúc, tuy nhiên quý bà nên chú ý bảo vệ sức khỏe. Tháng 4, thuận lợi để thực hiện những chuyến đi xa, nên quản lý chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tháng 5, con cái gặp nhiều sự thăng tiến, cuộc sống không có điểm gì nổi bật. Tháng 6, chú ý sức khỏe, không nên để cho những lời thị phi gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tháng 7, tiền tài rộng mở, các mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp. Tháng 8, tài lộc phát triển, gia đình chuẩn bị đón nhận thêm thành viên mới. Tháng 9, tháng này nên dành nhiều thời gian cho sức khỏe, nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh. Tháng 10, nên giữ bình tĩnh, tinh thần thoải mái để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Tháng 11, tháng này cần phải chú ý sức khỏe, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, ăn uống hợp lý, bảo vệ sức khỏe. Tháng 12, nhận được nhiều niềm vui liên quan đến tiền bạc, cuộc sống gặp nhiều may mắn. Kết luận, nhìn chung quý bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên chú ý sức khỏe, dành nhiều thời gian để bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nữ mạng tuổi Canh Dần sinh năm 1950 là người có trái tim nhân hậu, họ luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn.
với sự cần cù, chịu thương chịu khó, nữ mạng tuổi Canh Dần sớm đạt được thành công. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, và mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.